Hello, hello. Thanh Tùng của Châu Auto đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Đấy, khung giờ 11 giờ trưa quen thuộc. Em xin phép lên sóng báo giá đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho các bác, các cô, các anh, các chị nhà mình cùng tham khảo nhá. Đấy, xin chào những người, những bác vừa và xem buổi livestream đầu tiên của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cho em gửi lời cảm ơn nhá. Chúc gia đình mình có một buổi trưa vui vẻ này. Đấy, chào bác Xuân Hòa. Đấy, chào bác Phạm Tráng này, cháu Khúc Văn Công, chào lại mình nhá. Đây em đợi mình đợi một xíu nhá, em xin phép để lại hai số online này trên màn hình cho mình cùng dễ quan sát nhá. Vâng, thì hai số like để rồi nhá. Thì mình còn gì cần thắc mắc thì cứ comment bình luận đi, em Tùng chia sẻ cho. Đấy, hoặc là có thể bình luận ngay ở dưới phần comment này để được biết thêm những thông tin về xe cộ, về giá cả cũng như chất lượng xe hiện đang có bên em nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Thì để bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến anh chị quý vị gia đình mình một chiếc Accent nhá. Hyundai Accent 2009 1.4 số sàn đẹp Hàn nguyên chiếc nhá. Chiếc này thì em đã gửi đến gia đình mình cửa tiền là 165 triệu đồng. Đấy, lốp ráp thì mới cả dàn. Đấy, cặp đèn pha hao đen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, đèn thì còn rất tươm nhá, không có dấu hiệu là đứt vỡ bóng mờ do sương do nhật. Đấy, hai đèn bên đèn còn sáng còn trong này. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cua xoay điện. Đấy, màn hình Android cam lùi cam hành trình đầy đủ nhá. Em Tùng đang gửi gia đình mình cửa tiền là 165 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu cho những khách hàng nhà mình nhá. Nhà mình đang xem chia sẻ comment nhiều lên, rồi em Tùng với gia đình ơi. Đấy, tiếp tục với phân khúc tầm 200 hơn một xíu, 200 nhô. Các bác quan tâm xem chiếc Vios này nhá. Toyota Vios 2010 số sàn bản E tên tư nhân nhá. Đấy, biển 38 Hà Tĩnh quê mình đây. Trước này thì em gửi đến các bác với cửa tiền 240 triệu đồng thôi. Bản E xịn, tên gia đình, không dịch vụ taxi. La sang lúc đa chấu này, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi cực chất luôn. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng nhá. Cháu Nguyễn Khôi, cháu nhà xe Thanh Tùng. Có bán tải không? Bán tải thì tạm thời chưa có nhá bác ơi. Để lại cho em số điện thoại đi, nào có bán tải thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác ạ. Cháu Xuân Hòa, chào đại đình mình nhá. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khinh toàn trên vô lăng này, màn hình Android cỡ lớn nhá. Về chỉ việc đi, việc sử dụng thôi. 240 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn dọc sâu. Rất nhiều dọc xe luôn nhá. Bán tải thì chưa có bác ơi nhá. Avel 216 còn một chiếc bác Thu Hoàng ơi. Đấy, Avel 216 rồi nhỉ. Đây, bên em còn chiếc Avel 2016, bác mình tham khảo của mình nhá. Chưa biết Avel 2016 số sàn 1.5. Đấy, là sáng đúc phanh địa chống bó cứng ABS này. Xin nhan thì trên sườn xe, gương kính cụp xoay điện. Trước này thì em gửi đến đại gia đình mình cửa tiền 215 triệu đồng nhá. 215 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn da lọc sâu nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Cam lùi cam hành trình, màn hình OLED cỡ lớn rồi. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Nghe nhạc, xem phim, check map này, đọc tin tức rất là hợp lý luôn nhá. Số sàn đến từ Mỹ, sedan này đầu. 215 triệu đồng thôi ạ. Thì vừa rồi em đã báo giá khá nhiều dòng 5 chỗ này. Đây, đổi gió một xíu với mình nhá, một dòng 7 chỗ nha mình ơi. Mitsubishi Zoyli nhá, 2004, đăng ký lên bánh năm 2006 nhá. Chiếc này 7 chỗ em đã gửi dây mình cửa tiền 120 triệu đồng thôi nhá. 120. Đấy, còn bớt, còn thương lượng. Nhà mình mà đang quan tâm một dòng xe gia đình này. Đấy, 7 người nhá. Quan tâm chỗ này này. Thân vỏ thì lần nạc, nội thất thì mỡ màng rồi. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, Zoyli 2004. Giá còn bớt, còn thương lượng. Đấy, còn rất nhiều đầu xe luôn nhá. Đây, báo giá mấy dòng 7 chỗ cho mình cùng tham khảo này. Cạnh mẫu Mitsubishi Zoyli vừa rồi, em còn hai mẫu 7 chỗ nhá, gửi dây mình này. Đến từ Nhật nhá, tiếp tục đến từ Nhật này. Toyota Innova 2006 và Toyota Innova 2008 bản G nhá. Động cơ 2.0 số sàn. Đấy, bản đủ được trang bị la sáng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS. Hai chiếc này thì chiếc 2006 này em đang gửi đại gia đình mình cửa tiền 235 triệu đồng, còn chiếc 2008 này là 265 triệu đồng nhá. Đấy, bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ thì chiếc 206 này giảm 3 triệu còn 232 triệu đồng. Còn chiếc 2008 này thì giảm còn 253 triệu đồng nhá.
Đấy các bác thì mình tham khảo cho em đi, một dòng 7 chỗ gia đình đến từ Nhật, bền bỉ, tiết kiệm liệu nhá, lồi đồng quý đá. Dòng Toyota thì có hai có mấy loại đời xe rất hay này, 5 chỗ thì người ta nhắc đến Vios này, 7 chỗ thì nhắc đến Innova nhá. Những dòng xe cực lành cực bền luôn. Đấy, mang về mà đi gia đình cũng tốt và đã đưa dịch vụ cũng hay nhá. Nhà mình tham khảo xuống tầm nhá. Các bác nhà mình ơi, đang xem buổi livestream nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho em xin 5 7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những anh chị, những quý vị nào đang quan tâm những dòng xe cũ đã qua sử dụng nhá, thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để tham khảo cho mình những mẫu xe ưng ý và đẹp nhất nhá. Giá cả cũng vô cùng hợp lý phải chăng thôi. Loanh quanh tầm 600 triệu thôi. Nhà mình đã có xe 4 chỗ, 7 chỗ này, di chuyển tránh mưa tránh nắng này, đi chơi đi du lịch, giao lưu gặp gỡ bạn bè nhá. Đấy, đã đưa dịch vụ. Tóm lại là phục vụ mọi nhu cầu trong cuộc sống gia đình mình. Thì vừa rồi là khá nhiều mẫu máy xăng này, thì tiếp theo em xin giới thiệu mình một mẫu máy dầu nhá. Chevrolet Captiva 2009. 2.0 máy dầu số sàn. Tên tư nhân, xe là trang bị la xăng đúc, 4 bánh có phanh địa chống bó cứng 2 bên này. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá siêu tiêu chuẩn. Đấy, biển tư nhân nhá, không dịch vụ taxi. Đấy, xin nan thì trên sườn xe đây. Trước đây thì em đã gửi đến gia đình mình cửa tiền 315 triệu. Đấy, một dòng xe form dáng Mỹ vô cùng cao, vô cùng to này. Đấy, màn hình thì Android này. Vô lăng 4 số, túi khí toàn trên vô lăng nhá. 315 triệu đồng, Captiva máy dầu. Đấy, lồi đồng cối đá mà cực chất cực đẹp luôn. Rất là kinh tế gửi gia đình mình nhá. Cho Đức Chính ô tô cũ Hải Dương này đang xem buổi livestream hôm nay này. Chào bác trại cá quay Hải Dương. Đấy, chào bác Thế Ly điện lạnh à. Chào bác Nga Phạm, chào đại gia đình mình nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Còn thắc mắc gì về xe cộ, giá cả, chất lượng xe hoặc thủ tục mua bán nào nhá, cứ gọi điện trực tiếp cho anh Tùng với hai số like 0343 54099, 0347 01 77 để em tư vấn thêm đại đình nhá. Thì tiếp theo đây này, xin giới thiệu cho mình lại đến từ Mỹ nhá, Cruy Chevrolet Cruy 2012, xe này mang động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, tên tư nhân, biển 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phòng đó đây. Trước này thì em đã gửi đến gia đình mình cửa tiền 235 triệu đồng. La xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nan trên sườn xe. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 12 năm 2022 em gửi ra mình với cửa tiền 235 triệu đồng nhá. Còn bớt, còn thương lượng, còn da lọc sâu. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này, màn hình thì zin của hãng nhá. Điều hòa auto, đấy, lốp lăn cực đẹp luôn, sấy gương, sấy kính, sấy ghế đổ cả rồi. Đấy, một chiếc sedan đầu phân khúc hạng C nhá, 235 triệu đồng. Đấy, hôm nay bên em có về thêm một chiếc Cedric nhá. Các bác nào quan tâm dòng xe nhập khẩu Hàn này, quan tâm cho chiếc Cedric 2010, động cơ 1.6 số động này. Đấy, cực chất cực đẹp luôn nhá. Đấy, một chiếc xe mới về luôn, giới thiệu cho đại mình cùng tham khảo này. Cedric 2010 số động 1.6, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, form dáng cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thể thao đây. Sedan đầu phân khúc hạng C. Trước này thì em đang gửi đến gia đình mình cửa tiền là 255 triệu đồng thôi. 255 triệu đồng. Bao rút hồ sơ rồi mình này. Đấy, số động rất là đẹp luôn. Xe này trang bị vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, cần khô, cần số jack điều auto nhá. Máy số keo chỉ thì bao zin luôn. Cực chất cực đẹp mà chỉ có 250 thôi. Số động sedan hay đầu phân khúc hạng C nhá. Thì lại bên em có về một số mẫu xe mới nhá. Có về thêm một số mẫu xe mới cho các bác mình cùng tham khảo này. Đấy, tham khảo thật sâu thật mạnh đi. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn giảm nữa thì nhá. Các bác nào mà nhà mình đang quan tâm một dòng xe nhập Hàn bền bỉ mà tiết kiệm nguyên liệu này, quan tâm cho em chiếc ghét này nhá. Chiếc ghét màu xanh mới về, cực chất cực đẹp luôn, 145 triệu đồng. Hyundai ghét 1.1 số sàn nhập Hàn nhá, bền bỉ nhỏ gọn, tiết kiệm nhậu. Đấy, dòng anh dòng chị của những chiếc i10 hiện nay đây, Hyundai Getz 2009 nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì bao zin. Đấy, mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi. Nhà mình đang quan tâm những chiếc xe mà tránh mưa tránh nắng này. Đấy, thì quan tâm cho chiếc này nhá. Đăng ký đăng kiểm cực dài luôn, tháng 4 năm 2023 nhá. Mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi, không phải lăn tăn và suy nghĩ thêm điều gì. Hyundai Getz thì bên em đang có hai con nhá. Một chiếc màu bạc nữa, cháu bác Giang Tàng, cháu Nguyễn Quang Nam, cháu Hậu Lưu Thành, cháu Chính ô tô cũ Hải Dương. Chào tất cả anh chị, quý vị, quý cô bác.
đang xem buổi livestream ngày nay. Chúc gia đình nhà mình có một buổi trưa vui vẻ nhé. Đấy thì bây giờ bên em sẽ live vào 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 20 giờ 30 phút buổi tối nhá. Nhà mình vào ủng hộ chia sẻ dùm cho Tùng, dùm cho ô tô đốm Hải Dương để nắm bắt những đầu xe mình đang có cũng như tham khảo cho gia đình mình ạ. Hyundai Getz nó tiếp tục nhập hàng 2009 nhưng chiếc này màu bạc. Tên tư nhân biển 30 thủ đô đây. 1.1 số sàn nhá, 5 chỗ ngồi. Đấy, một dòng xe cực kỳ là bền bỉ này. Đấy, tiết kiệm liệu vô cùng luôn. Ăn anh quanh chỉ 4.5 lít trên 100m đường hỗn hợp thôi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi chất nhá. Đấy, tránh mưa tránh nắng này, tập lái này, đi chơi này, đi du lịch cũng vô cùng ok luôn. Em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng nhá. Hai chiếc ghét bên em đang có là đồng giá 145 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng, còn có thể ra lộc sâu thêm cho toàn thể anh chị của mình ạ. Chào bác Hậu, Lưu Thành, Moaling hay i10 à? Moaling hay i10 bên em rất là nhiều luôn nhá. Đấy, đây Moaling đây bác ơi. Moaling số tự động 2013 màu trắng đây, bản đủ nhá, hai đầu à. Moaling thì không có hai đầu rồi, chỉ có i10 hai đầu thôi nhá. Đây để em xem i10 hai đầu đâu. Đấy, Moaling thì không hai đầu. Đây i10 hai đầu đấy bác ơi. i10 hai đầu nhá. 2015 đăng ký làm bánh năm 2016 nhá. Tên tư nhân 34 Hải Dương. Đấy, một chủ từ mới. Chiếc này thì em đã gửi đến gia đình mình cửa tiền là 256 triệu đồng thôi. 1.2 số sàn 4 máy. Đấy, bền bỉ vô cùng luôn. 256 triệu đồng nhá. i10C là đây đầu. Đấy, vô lăng 3 chấu này, nội thất cực đẹp luôn. Màn hình thì cỡ lớn này, màn hình thì cỡ lớn rồi. Và chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng nhá. 1.2 rất là bền, rất là lành này. Đấy, hai đầu của dòng i10. Hai đầu i10 thì bên em còn một chiếc này nhá. 2018 số sàn bản bay. Độ đây là sáng đúc rồi, xin nhan trên sườn xe. Máy số keo chỉ sơn xi zin nhá. 2018 305 triệu đồng và chiếc 2016 vừa rồi 256 triệu đồng nhá. Asen 209 bác anh Ngọc à. Ok bác anh Ngọc ơi. Có Asen 209 nhá. Các bác nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, chia sẻ thật mạnh lên, hoan hỉ giùm em Tùng đi nhá. Còn bớt được sâu lửa gia đình mình. Đấy, cảm ơn các bác xem buổi livestream mình rất nhiều này. Tiếp theo trước máy quay này xin giới thiệu anh chị của mình nhá. Asen 209 số sàn 1.4 nhập hàng nhá. Đấy, chiếc này thì em được gửi gia đình mình cửa tiền là 165 triệu đồng. Đấy, một dòng xe nhập hàng này bền bỉ 1.4. Rất tiết kiệm nguyên liệu thôi. Đấy, mang về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng nhá. Biển tư nhân 14 Quảng Ninh. Đấy, đất thai đất cảng. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến cuối năm nay cơ. Về sẵn dùng nhá. Vâng, chào Thái Phương Mai, chào anh Ngọc này. Chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream này. Các bác đang xem buổi livestream này nhá, đừng ngại ngùng gì, cho em xin một lượt like đi. Một lượt like ở đấy, kênh fanpage cho ô tô đốm Hải Dương. Và cũng như là một lượt chia sẻ cũng như là theo dõi kênh để không bỏ lỡ những buổi lên sóng báo giá cũng như là những video lên sóng báo giá bên em nhé. Tiếp theo này báo giá mình một chiếc xe máy dầu bên đang có này. Đấy, Ford Everest 2012, động cơ 2.5, một cầu máy dầu số động nhá, bản limited, bản đặc biệt nhập Mỹ gửi gia đình mình. Đấy, xe này trang bị la sáng đúc, 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng 2m, xin nhan trên gương, gương kính cụp trời điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 7 năm 2023. Cầm cao máy thoáng form dáng của Mỹ nhá. Đấy, màu đen rất đẹp luôn. Vô lăng 4 chấu túi khí toàn thân 3 vô lăng. Bản này là bản 7 túi khí nhá. Bản 7 túi khí gửi gia đình mình. Em Tùng đang bán với cửa tiền 450 triệu đồng. Đấy, Ford Everest máy dầu 2012 nhá. Nhà mình cứ yêu thương Thanh Tùng đi, yêu thương cho ô tô đồng ngoại Dương đi. Trước này thì em có hỗ trợ trả góp nhá. Có hỗ trợ trước này cho gia đình mình trả góp này. Chào bác Nguyễn Ngan, chào bác Thái Phương Mai, chào đại mình. Đấy thì cạnh chiếc Ford Everest máy dầu màu đen 2012 vừa rồi này. Tiếp tục báo giá mình một dòng 7 chỗ nhá. Vios 2006 màu đen tên tư nhân, động cơ 2.0 số sàn bản G nhá. Đấy, bản đồ bản G. Em Tùng đang gửi dây mình cửa tiền 235 triệu đồng, xin lỗi mình. 235 triệu đồng nhá. Đấy, còn bớt còn thương lượng còn dòng sâu. Trước này thì em vừa mới lên video chi tiết rồi. Nhà mình có thể vào trang fanpage của chợ ô tô đốm Hải Dương để tham khảo cho chiếc này nhá. Đấy, máy số thì cực chất luôn, lỗi êm đến thít. Đấy, đầu 7 chỗ mà 200 triệu rất là nhiều này. Còn dưới 200 triệu thì có chiếc này. Các bác mình cùng tham khảo cùng em Tùng nhá.
Vivante Chevrolet 2009 nhá. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn. Đấy, em đã gửi đến gia đình mình cửa tiền 160 triệu đồng thôi. Màu đen đấy. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra đồng sâu nhá. 160 triệu đồng. Chevrolet 7 chỗ tầm trung đến từ Mỹ đây. Đấy, cái dưới cái chỗ này thì rất nhiều xe đến từ Mỹ này. Chevrolet này, Avell này, Cruise này. Đấy, cùng đó là một chiếc Ford nhá. Ford EcoSport nhá, 2017. Động cơ 1.5 đấy, số sàn máy xăng. À, số tự động máy xăng nhá. Bản Titanium, bản đặc biệt 2007 số động này. Màu đỏ đuôi, em đã gửi dây mình cỡ tiền là 450 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như là sang tên đổi chủ gia đình mình. Đấy, bản Liberton thì có cả cửa sổ lóc này, ba lô lama này, xin nhan trên gương, hai mắt cảm biến chống va chạm phía đuôi. Đấy, 445 triệu đồng nhá, còn bớt, còn ra độc sâu. Đây, những dòng 7 chỗ bên em còn khá nhiều luôn, em tư vấn một thẻ mình nhá. Các bác nào đang quan tâm dòng 7 chỗ thì bên em còn rất nhiều, đầu Innova này. Innova khá nhiều. Một dòng xe bền lành, đấy, rất là thân thiện. Toyota Innova 2008 số sàn bản G ấy. Đấy, bên em toàn bản G, toàn bản đổ thôi. Toàn bản gỗ đổ phun kịch với mình thôi. La sáng đúc này, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, vô lăng túi khí nhá. Con này đời 2008, đăng ký năm 2010 cơ. Em đã gửi đến gia đình mình cỡ tiền 258 triệu đồng. Đấy, 258 triệu đồng nhá. Vô lăng 4 chấu này, túi khí toàn trên vô lăng này, cam lùi, cam hành trình nhá, nội thất thì cực đẹp luôn. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, 258 triệu đồng cho chiếc Toyota Innova 2008 các bác nhá. Các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin vài lời chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lo an toàn buổi livestream của chỗ ô tô đúng Hải Dương hơn. Đấy, để các bác nhà mình ai đang tìm xe nhá, có thể tiếp cận được bước sóng này hơn. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều này. Đấy, bên em vẫn livestream một khung giờ là 8:03 tối và 11:00 trưa. Đấy, mong khung giờ đó thì nhà mình vào ủng hộ giùm em vài lượt nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Rồi, em xem còn đầu xe nào tiếp tục báo giá nào. Đấy, đang seri nhá, đang seri những chiếc 7 chỗ. Tiền ít thịt nhiều nhá, cực chất cực đẹp luôn. Tiếp tục gửi gia đình nhà mình này. Toyota Innova 2011 số sàn bản G xịn nhá. Chiếc này thì em đang gửi dây mình cửa tiền 325 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Đấy, la sang đúc phanh địa chống bó cứng 2 mét. Tóm lại là cái option của dòng Innova này nó khá tương đối thôi. Là la sang đúc phanh địa chống bó cứng 2 mét này, vô lăng túi khí nhá. Những option cơ bản nhất của một dòng xe lành và thân thiện. Đấy, mà tầm tiền cũng phải chăng thôi, 325 triệu đồng. Đời 2011 nhá. Cháu Bắc Hoàng Đảm này, cháu Hải Nguyễn này, cháu Võ Minh nhá. Chào các bác đang xem buổi livestream này nhá. Innova thì nhà em cực nhiều luôn nhá. Innova nhà em cực nhiều luôn. Chiếc đời cao này 2015, 2.0 số sàn bản E2 nhá. Tên tư nhân không dịch vụ taxi, biển 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vùng Đỏ. Chiếc này thì em đã gửi đến gia đình mình cửa tiền là 395 triệu đồng. Bao số hồ sơ hỗ trợ góp cũng như là ship xe toàn quốc nhá. Bản E2 15 số sàn Innova 395 triệu đồng. Cháu Hùng Lê, cháu Hải Nguyễn, chào toàn thể các bác đang xem buổi livestream hôm nay. Đây nhá, góc này thì có một dòng SUV gầm cao 5 chỗ để mình cùng tham khảo của em này. Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký làm bánh năm 2017 nhá. Xe mang động cơ 2.0 số rộng, tên tư nhân, máy số keo chỉ sơn si thì bao zin, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị mình nhá. Đấy các bác nhà mình ơi, còn đang quan tâm dòng nào nhá, cứ bình luận, cứ comment đi, đem Tùng tiếp tục tư vấn báo giá đình mình nhá. Còn cực nhiều xe luôn nhá, còn cực nhiều xe để gửi đến mình luôn. Chào Khúc Văn Công nhá. 100 người em. Buổi trưa nhá, em thì cứ báo giá qua. Buổi trưa thì em cứ báo giá qua đầu xe bên em có, mình cùng tham khảo này. Các mình yêu thương nhá, cứ bình luận, cứ comment đi để nhận được mức giá yêu thương nhất của ô tô Lô Mai Dương nhá. Hai số online là 0347 701 77, 0343 40 99 nhá. Đấy, gọi là hai số online nhá. Tổ tư vấn, tổ bán hàng thì luôn luôn
xe nghe máy để phục vụ gia đình mình. Đây Kia Morning màu vàng thì mình còn trước này nhá. Kia Morning màu vàng 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy nhá. Dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu đến từ Hàn Quốc đây. Đấy, mặt ca lăng mũi hổ vô cùng là quen thuộc này. Đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, bản bay độ lên la sáng đúc rồi. Đấy, bản bay độ la sáng đúc nhá. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp nhá. Em đã gửi dây mình cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu. Đấy, các bác mình ơi, chia sẻ thật mạnh đi. Chia sẻ thật mạnh đi để bước sóng này có thể tiếp cận nhiều hơn với những bác nào đang tìm dòng xe cũ nhá. Thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu Hải Dương. Đấy, cực nhiều xe đẹp, cực nhiều xe chất để gửi gia đình mình luôn nhá. Đấy, buổi trưa này em cứ xin đây mình từ 45 đấy đến 50 phút thôi. Báo giá qua đầu sản phẩm nhá. Đấy, tối nó rảnh rang nhá, tối nó rảnh rang hơn thì sẽ báo giá sâu hơn cho mình nhá. Daewoo Maglev 2004 nhá, đăng ký ra bánh năm 2007. Đấy, xe này mang động cơ 2.4 số tự động. Sedan đầu phân khúc hạng C nhá, số động. Mà em đang gửi đến gia đình mình cửa tiền chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt, còn giảm sâu nhá. Đấy, số tự động 2.0. Daewoo Maglev sedan đầu phân khúc hạng D 135 triệu đồng. Ở trong góc này thì toàn những cái xe mà lanh quanh là tầm hơn 100 triệu thôi, tập lái thì mình cùng tham khảo này. Bố già Atit 2003. Đấy, 1.8 nhá, 1.8 sedan là phân khúc hạng C màu đen. Đấy, em Tùng đang gửi gia đình mình cửa tiền chỉ có 189 triệu đồng. Đấy, các bác nào mà quan tâm những dòng thương hiệu đến từ Nhật nhá. Đấy, Toyota này, Atit này, bên em còn rất là nhiều mẫu vải ốt. Cũng như là Atit nhá. Đấy, 189 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, biển tư nhân 14 Quảng Ninh đây. 1626 biển khá là đẹp. Đấy, rất là nhiều xe luôn, rất là nhiều xe để phục vụ anh chị quý vị nhà mình luôn nhá. Kia Morning 2009 số rộng, động cơ 1.0 nhá. Các bác nữ là các chị gái nào mà đang có nhu cầu tập lái để bổ túc tay lái này, tham khảo cho em chiếc này đi, có 180 triệu đồng thôi nhá. Mà đã có số động nhập hàng này đi rồi. Đấy, bao chất bao zin là mình về cái dòng xe này nhá, màu trắng mẹ mắng cũng mua đây, hồ sơ thì cầm tay rồi. Đấy, đến những thủ tục và sang tên đổi chủ bướm biển mới chỉ trong ngày thôi nhá. Cạnh mẫu Morning này, này tiếp tục báo giá mình một chiếc Vios nhá, 135 triệu đồng, màu bạc, tên tư nhân 34 Hải Dương, 4 mùa 0 1 lùn đây, 135 triệu đồng, sedan đầu phân khúc hạng B đấy, lồi đồng cối đá về tập lái này, tránh mưa tránh nắng cực chất luôn. Chào bác Shinso Chin à, chào bác Hiếu Phạm, chào đại đình mình ạ. Tiếp theo đây nhá, số động này 215 triệu đồng, các bác nhà mình cùng tham khảo dùm em một chiếc Kia Morning nhá, 215 triệu đồng, bản SX, bản nhập hàng đổ phun kính nhá. Xe được trang bị la xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ngay với này, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, cam lùi cam hành trình thì đầy người rồi. Đấy, về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng nhá, 215 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn dòng sâu. Đấy, chỗ này lanh quanh tầm hơn 130 là báo giá hết rồi này, tầm 135 triệu đồng này. Em xem còn cái mẫu nào tập lái không nhỉ, để tiếp tục và gửi gia đình nhá. Ghét 145 triệu đồng báo giá này, Morning SI 2013 này, 286 đồng số lượng báo giá này. Đây, cái thằng cuối hết luôn, bắt đầu từ đây. Các bạn nào đang quan tâm dòng i10 nhá, tham khảo cho em chiếc này đi, hatchback một đầu bản đổ nhá, bản đổ hatchback. Em đang gửi dây mình cửa tiền là 235 triệu đồng nhá, 235 triệu đồng. Đấy, bản đổ phun kịch, trang bị la xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương và gương kính cục xoay điện nhá, 235 triệu đồng, i10 bản đổ 2014 nhá. Đấy, sedan đầu 2016 báo giá rồi này, Morning 2010. Đấy, tiếp tục là bản SX này, bản đổ của số tự động này. Đấy, 1.0 máy eco, cần số Z, điều hòa auto, la xăng đúc hoa mai nhá, biển 15 Hải Phòng, thành phố Vòng Đỏ đây, tên tư nhân, không dịch vụ taxi. Trước này thì em đã gửi ra mình cửa tiền là 228 triệu đồng nhá, giá đang liêm yết, được bán tại chợ ô tô Lố Hải Dương. Đấy, còn rất là nhiều xe gửi ra mình này. Tiếp tục nhá, Kia Morning bản đủ 2010 FX nhá. Đấy, vô lăng túi khí la xăng đúc, tên tư nhân 34 Hải Dương đây,
chiếc này chỉ có 150 triệu đồng thôi. Đấy, số sàn 1.0 nhập Hàn 2010 nhá. Các bác nào đang quan tâm dòng xe tập lái loanh quanh chỉ 130, 140, 150 thì bên em cực nhiều luôn nhá. Đấy, chỉ việc đi thôi, chỉ việc sử dụng thôi. Cạnh chiếc Moaling 2010 vừa rồi này, tiếp tục gửi ra mình nhá. Kia Seto nhá. Đấy, Kia Seto 2017 số tự động, động cơ 1.6 bản full. Chiếc này thì em gửi gia đình mình cửa tiền 485 triệu đồng nhá. Đấy, 485 triệu đồng. Bản full nhá, em đã gửi cho mình cửa tiền là 485 triệu đồng. Con chó toàn cao cho Hiếu Phạm, chào đại đình mình ạ. Đấy, thì vừa rồi em cũng đã báo giá khá khá đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô Mai Dương rồi. Đấy, buổi trưa thì em cũng báo giá gọi là qua qua cho mình tranh thủ để nắm bắt được hôm nay bên em có đầu mới vào nhá. Buổi tối này em sẽ lên sóng livestream thật lâu. Đấy, để giải đáp tất cả những thắc mắc chi tiết của mình về đầu xe mình quá nhá. Đấy, buổi trưa rồi, chúc gia đình mình có một buổi trưa vui vẻ, một bữa trưa thật là ngon miệng. Đấy, sẽ có một ngày làm việc, một nửa ngày làm việc nữa rất là vui nhá. Đấy, xin chào gia đình mình và hẹn lại gặp lại các bác vào khung giờ là 8:03 nhá. Đấy, xin chào gia đình mình ạ.